Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay nhóm thôn nữ miền Tây đến thăm nhà của bà Bảy, được sự hỗ trợ của mạnh thường quân là cô Tâm Nguyễn. Được biết là bà Bảy sống một mình, không con, một căn nhà nhỏ. Bây giờ các bạn theo mình và chị An đi vô thăm nhà bà Bảy. Đi chơi được không? Bà ơi, thôi bà mới tới. Bà, con mới tới. Dạ. Con lên nhà cùng. Con lên nhà được không bà? Dạ. Con lên nhà với bà nha. Dạ. Dạ dạ. Con lên trước sáng thì ta cậu. Dạ dạ dạ. Để chắc con để cái cây bên con bước khác đó bên đây á. Dạ dạ được rồi được rồi được. Con lên. Dạ. Bà vô trong à. Trên nhiều trên kéo rồi dưới lên. Chị chị. Con bò được. À. Đây, dạ. Con mới tới bà ơi. Bye. Bà biết hai đứa con không? Dạ, không biết. Bà năm nay nhiêu tuổi rồi? Tuổi tị nhưng các lớn rồi mà đau quá rồi, tiếc nhiều. Dạ. Mắt của bà nhìn thấy con rõ không? Rõ. Dạ. Rồi bà nghe con nói cũng rõ luôn không bà? Dạ. Dạ. Năm nay bà 7 nhiêu tuổi rồi? À, không biết tuổi tị. Bà nói tuổi tị. Đau quá, đau. À, tuổi tị là chơi. con gắn mà cũng ở con mình hả, không ở ai chứ. Dạ. Bà sống một mình trong căn nhà này luôn hả bà? Dạ. Đất là người ta cho mình ở. Dạ. Ở chậu vậy á. À, tức là nhà thì của nhà nước cấp. Nhà này là của nhà nước cấp cho bà Bảy. Dạ. Bà cấp bao lâu rồi bà Bảy? Lâu rồi con, cũng 2-3 năm rồi. Dạ. Còn miếng đất thì người ta cho bà Bảy ở nhờ. Dạ, cho ở nhờ. Kỳ đó ông bảo ông còn sống á. Ông cho ở đó. Dạ. Không có nhà ở. Nhà có ở mà người ta đủ cho ông cho ở. Dạ. Dạ. Thôi bà Bảy nó thấy cũng còn khỏe. Rồi ăn uống sao bà Bảy? Ăn uống cũng bình thường. Dạ, còn mình tự nấu hay sao bà? Dạ, tự nấu là xô nấu ăn. Bà tự nấu ăn. À. Rồi còn gạo này kia là gạo người ta cho đó. À, người ta cho bà. Dạ. Rồi đồ ăn này kia. Đồ ăn mình mua. Bà tự đi mua hay là dạ, bà nhờ ai đi mua? Bà tự đi mua luôn dạ, hả? Muốn ăn gì mình mua ăn. Dạ. Chứ gỡ cho người ta đâu có biết mình đã mua. Dạ. Dạ. Ôi bà cũng khỏe. Ăn lần y vậy hả? Dạ. À, chừng này ở nhà đó chút nữa trời nắng cho đi chơi rồi. Đi bơi mương rồi chơi vậy. Dạ. Dạ. Cuộc sống của bà Bảy là sống một mình rồi ăn uống rồi tiền bạc đâu mà bà Bảy lo. À, nhà nước cấp dược. À, tức là nhờ được nhà nước cấp. Mỗi tháng thì có 100 mấy, 500. Còn bà Bảy ăn đủ không? Cũng nhín nhín. Dạ. Nhín nhín có khi không đủ. Dạ. Có khi mượn xóm thì người ta. Dạ. Để chừng tới lương nó trả. Dạ. Rồi bà Bảy có con cháu gần đây dạ, không? Dạ không có. Không có cháu luôn? Dạ không có cháu. Cháu ở cột số 5 đúng không? Dạ. Lâu lâu mới ra ăn kỳ. Dạ. Ra cũng cho tiền giữ biển mở tổng mắt mình mướn mình thuê mình rượu mình đẩy. Dạ. Rồi hôm đó đi giọng không cho đi. Thôi bà già cả đừng đi để con bỡn con ra cho tiền bà. Dạ. Bà có mà cháu bên chồng đó. Dạ, dạ. Rồi nhà ăn gì rồi trời mưa này kia có dột gì không bà? Dạ, không có. Không có dột cũng mà cái âm gì nhà nước lo. Nhà nước lo hay là con thấy cái cầu nó mục rồi đó bà Bảy. Bà Bảy nói nhà nước sửa lại. Nước sửa lại nè, mình nước rồi không sửa. Dạ, ai sửa dạ. Mình dạ đúng rồi, sửa lại mà Bảy ơi. Sửa lại dạ. Nó không, trời mưa có bị dột gì không bà Bảy? Dạ không có. Dạ. À, trước giờ bà Bảy có bệnh hoạn gì không? Trời ơi, bệnh một thời bệnh đất lưỡng luôn chết rồi. Mai phước, ngồi vô nước biển sống rồi tới giờ. Vô nước biển sống tới giờ. Vô sáu chai nước biển. Rồi giấc tối bà Bảy ngủ là bằng Bảy ngủ ở đâu? Dạ đây luôn. Bà Bảy ngủ ở chỗ này luôn? Dạ. Còn ở phía trong nó là... cái buồn. Cái buồn. Dạ. Dạ. Rồi ở phía trong, ở phía sau đó nữa, con thấy như có cái bếp không mà. Dạ, cái bếp. Là bà nấu cơm sau đó đó hả? Thì sau đó đó. Có khi là nấu cơm, không nấu, nấu lò xô. Dạ. Dạ, dạ, nấu lò xô, lò xô. Nấu củi thì người ta sợ. Bà Bảy có thờ cúng gì không? Có. Dạ. Chiều cúng. Dạ. Chiều cúng. Cho mời cúng. Dạ. Dạ. Cúng thường là bà Bảy, mình cúng, mình nói sao? Mình niệm Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Dạ. Dạ. Cho bà Bảy mạnh khỏe. Dạ. Dạ. Thì hôm nay đến thì hai chị em con đó
thì được sự hỗ trợ của cô Tâm Nguyễn đến gia đình của bà Bảy. Dạ. Thì con gửi cho bà Bảy một món quà. Dạ. Với số tiền là 1.000.000 đồng. Cho bà Bảy ăn uống, dạ, giữ gìn sức khỏe. Dạ. Tôi cũng cảm ơn hai cô khi chú đó. Dạ. Rồi chúc sức khỏe của bà Bảy luôn luôn được như vậy nha. Dạ. Rồi thôi hai chị con về. Thôi con về bà Bảy nha. Chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ. 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 Chúc dạ, hai cô với chú đó mạnh giỏi. Dạ. Qua năm lại gặp nữa. Dạ. Dạ.